Một số nguồn tin an ninh mới đây cho biết, các căn cứ tại Iraq và Syria, nơi có sự hiện diện của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm chống lại tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, đã trở thành mục tiêu của một số cuộc tấn công bằng tên lửa trong hai ngày 25 và 26 tháng 7. Một nguồn tin tại Iraq cho biết, bốn tên lửa đã rơi xuống gần căn cứ Ain al assad tỉnh Anba. Trong khi đó, theo một nguồn tin khác, đó là một vụ tấn công bằng một thiết bị bay không người lái và ba tên lửa một quan chức mỹ cho biết các báo cáo ban đầu cho thấy các quả đạn đã rơi bên ngoài căn cứ mà không gây thương tích hoặc thiệt hại gì tổ chức giám sát nhân quyền syri có trụ sở tại anh dẫn nguồn tin cho biết ít nhất một tên lửa đã rơi gần một căn cứ của liên minh tại mỏ khí Konoko ở tỉnh Dyer Ezo miền đông syri theo đó có tiếng nổ được nghe thấy trong khu vực song chưa có báo cáo về thương vong hiện chưa có lực lượng nào lên tiếng thừa nhận tiến hành các vụ tấn công nói trên trong hơn 3 tháng qua, khi căng thẳng khu vực tăng cao do cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza, các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, chủ yếu ở Iraq và Syria, đã bị tấn công ít nhất 175 lần. Quân đội Mỹ hiện duy trì khoảng 2.500 binh sĩ đồn trú ở Iraq và 900 binh sĩ đồn trú ở Syria.